Xin kính chào quý vị khán giả đang theo dõi chương trình tạp chí Sức khỏe đời sống của Đài Phát thanh Truyền hình Hưng Yên. Chương trình hôm nay có những nội dung đáng chú ý. Tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế tại Hưng Yên đạt trên 86%. Đa phần các hàng kinh doanh thực phẩm chín không đáp ứng điều kiện an toàn thực phẩm theo nghị định mới. Trong mục thầy thuốc với người bệnh, mời quý vị và các bạn cùng tìm hiểu về bệnh vàng da ở trẻ nhỏ. Mục cẩm nang y học là hướng dẫn phục hồi chức năng cho bệnh nhân sau tai biến. Cuối chương trình là câu chuyện y tế học đường, vấn đề cần quan tâm. Trước tiên mời quý vị và các bạn cùng đến với những thông tin y tế chúng tôi mới cập nhật. Báo cáo tình hình thực hiện chính sách bảo hiểm y tế trên địa bàn Hưng Yên cho thấy, thời gian qua, cơ quan bảo hiểm xã hội đã tích cực chủ động phối hợp tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh trích hỗ trợ kinh phí để mua bảo hiểm y tế cho một số nhóm đối tượng trên địa bàn tỉnh, góp phần đưa Hưng Yên sớm hoàn thành mục tiêu bảo hiểm y tế toàn dân theo quy định. Theo đó, từ năm 2015, ngoài nguồn hỗ trợ 20% thì ngân sách nhà nước tỉnh đã hỗ trợ thêm 10% kinh phí mua bảo hiểm y tế đối với hộ gia đình cận nghèo, góp phần hoàn thành mục tiêu 100% người cận nghèo có thẻ bảo hiểm y tế. Ngoài ra, Ủy ban Nhân dân tỉnh Hưng Yên đã đồng ý hỗ trợ kinh phí mua thẻ bảo hiểm y tế bổ sung đối với hai nhóm dân cư là người cao tuổi từ trên 60 tuổi đến dưới 80 tuổi và các chức sắc tôn giáo chưa có thẻ bảo hiểm y tế với mức hỗ trợ 100% kinh phí mua thẻ bảo hiểm y tế. Nhờ đó, tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế trên địa bàn Hưng Yên đạt 86,21% dân số, vượt 2,7% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao. Từ ngày 20 tháng 10, theo Nghị định 115/2018 của Chính phủ, các cửa hàng ăn uống, quầy hàng kinh doanh thức ăn sẵn, thực phẩm chín sẽ bị xử phạt từ 1 đến 3 triệu đồng nếu không đáp ứng các điều kiện cơ bản về an toàn thực phẩm. Thế nhưng hiện nay, rất nhiều các quầy hàng không chú ý đến những yêu cầu cơ bản này. Theo quy định, các quầy hàng, cửa hàng kinh doanh thức ăn ngay, thực phẩm chín, nếu sử dụng người trực tiếp chế biến thức ăn mà không đội mũ, đeo khẩu trang, không cắt ngắn móng tay, không sử dụng găng tay khi tiếp xúc trực tiếp với thực phẩm chín, thức ăn ngay, có thể sẽ bị phạt từ 1 đến 3 triệu đồng. Đây là những điều kiện rất cơ bản để đảm bảo an toàn thực phẩm, nhưng qua khảo sát thì đa phần các quầy hàng kinh doanh ăn uống nhỏ lẻ tại các khu chợ trên địa bàn thành phố đều không đáp ứng được đầy đủ các yêu cầu này. Việc dùng găng tay khi chế biến thực phẩm đã được chú ý hơn nhưng cũng còn nhiều bất cập như cùng một đôi găng tay nhưng sử dụng vào nhiều việc. Đeo khẩu trang cũng chưa được các hộ kinh doanh lưu ý. Nghị định còn nhiều nội dung khác về lĩnh vực này. Tuy nhiên, để nghị định có hiệu quả thì cần nhiều hoạt động tuyên truyền hơn nữa để các hộ kinh doanh nắm bắt được thông tin cụ thể. Vừa qua, Trung tâm Chăm sóc Sức khỏe Sinh sản tỉnh đã tổ chức khám sàng lọc ung thư cổ tử cung miễn phí cho hơn 200 phụ nữ tại xã Phùng Hưng, huyện Khoai Châu. Kết quả ban đầu ghi nhận hơn 50% số ca có tổn thương lành tính ở cổ tử cung. Ung thư cổ tử cung có thể phòng được, nếu phát hiện ở giai đoạn đầu thì cơ hội chữa khỏi rất cao. Vì vậy, khám sức khỏe định kỳ để sàng lọc phát hiện sớm bệnh là vô cùng cần thiết. Đặc biệt, khi thấy có những biểu hiện như da huyết trắng có mùi hôi, có lẫn máu, chảy máu âm đạo bất thường kèm theo đau bụng, lưng, vùng chậu, hãy đến ngay cơ sở y tế để được khám, tư vấn và điều trị bệnh kịp thời. Trung tâm Chăm sóc Sức khỏe Sinh sản tỉnh sẽ tiếp tục triển khai khám sàng lọc tại 10 huyện, thành phố. Tuần qua, Trung tâm Y tế huyện Tiên Lữ đã tổ chức khám và thay thủy tinh thể thành công cho 59 bệnh nhân cao tuổi bị đục thủy tinh thể theo phương pháp Phaco. Phẫu thuật thay thủy tinh thể bằng Phaco là phương pháp dùng năng lượng siêu âm phá vỡ thủy tinh thể thành những mảnh nhỏ rồi hút ra ngoài qua một vết mổ nhỏ. Sau đó thay thế vào đó là một thủy tinh thể nhân tạo. Phẫu thuật không đau, không chảy máu, với vết mổ rất nhỏ, không cần khâu. Thời gian phục hồi sau mổ rất nhanh, bệnh nhân có thể nhìn thấy ngay trong những ngày đầu sau mổ. Toàn bộ quá trình phẫu thuật chỉ diễn ra trong vòng từ 5 đến 10 phút. Bệnh nhân được nằm nghỉ 1 giờ và được xuất viện ngay trong ngày. Thường thì sau mổ một ngày, bệnh nhân có thể bỏ băng mắt và nhìn được bình thường mà không có cảm giác khó chịu gì. Tuy nhiên, bệnh nhân cần tuân thủ đúng việc tra thuốc, uống thuốc theo đúng chỉ dẫn của bác sĩ và khám lại ngay khi có dấu hiệu bất thường ở mắt như nhìn mờ đi, đau nhức, đỏ mắt. Theo thống kê của Chi cục Dân số Kế hoạch hóa Gia đình tỉnh, từ năm 2016 trở lại đây, số trẻ nghi ngờ mắc bệnh nhờ sàng lọc sơ sinh chiếm tỷ lệ từ 2 tới 5%. Đây đều là những căn bệnh nguy hiểm nếu không được phát hiện sớm. Thế nhưng, việc sàng lọc sơ sinh chưa được nhiều bậc cha mẹ quan tâm.
Sàng lọc sơ sinh là biện pháp dự phòng hiện đại sử dụng kỹ thuật y khoa để tìm kiếm phát hiện bệnh lý liên quan đến nội tiết chuyển hóa, di truyền ngay sau khi trẻ chào đời. Từ đó, trẻ sẽ được can thiệp nhằm giảm nguy cơ tử vong, giảm tỷ lệ di chứng lâu dài, phát triển bình thường về thể chất và trí tuệ. Trong đó, suy giáp trạng bẩm sinh là căn bệnh nội tiết thường gặp nhất ở trẻ gây ra bởi sự thiếu hụt hormone giáp bẩm sinh. Nếu không được điều trị kịp thời, trẻ sẽ không lớn được và chậm phát triển trí tuệ. Tuy nhiên, thực tế triển khai sàng lọc sơ sinh gặp không ít khó khăn, đặc biệt từ chính cha mẹ trẻ như sợ trẻ ốm đau, tốn kém. Mỗi năm, tỉnh ta có trên 17.000 trẻ chào đời. Năm 2018, đến thời điểm này đã sàng lọc cho 641 trẻ, 14 trẻ nghi ngờ mắc bệnh. Như vậy, số lượng trẻ được sàng lọc sơ sinh ở tỉnh ta thấp hơn nhiều so với chỉ tiêu được hỗ trợ sàng lọc miễn phí là 1.500 trường hợp và mục tiêu đề ra là 50% trẻ sinh ra được sàng lọc sơ sinh. Thưa quý vị và các bạn, vàng da ở trẻ sơ sinh là một căn bệnh vô cùng phổ biến đối với đa số trẻ sơ sinh mới chào đời. Vàng da ở trẻ sơ sinh chia thành vàng da sinh lý và vàng da bệnh lý. Vậy những dấu hiệu nào để phân biệt vàng da sinh lý và vàng da bệnh lý? Nếu không được điều trị kịp thời, có thể dẫn đến những biến chứng nghiêm trọng như thế nào? Và biện pháp khắc phục tình trạng này là gì? Mời quý vị và các bạn cùng đến với cuộc trao đổi với bác sĩ Hà Thị Lệ Mỹ, trưởng khoa nhi, Bệnh viện Đa khoa Phố Nối để hiểu rõ hơn về triệu chứng này. Xin chào bác sĩ, rất vui được gặp bác sĩ trong cuộc trao đổi ngày hôm nay ạ. Trước tiên thì bác sĩ có thể cho biết chứng vàng da ở trẻ sơ sinh là gì ạ? Nó bao gồm những loại nào ạ? Vàng da thì là một triệu chứng rất là thường gặp ở trẻ sơ sinh. Và do cái hiện tượng là tăng bilirubin tự do ở trong máu của trẻ, trên lâm sàng thì vàng da thì thường có cái biểu hiện ra là da và mắt của trẻ là có màu vàng. Và vàng da thì được phân ra làm hai loại, đấy là vàng da sinh lý và vàng da bệnh lý. Vậy dấu hiệu để phân biệt trẻ bị vàng da sinh lý và vàng da bệnh lý là gì thưa bác sĩ? Với vàng da sinh lý thì thường là trẻ thường gặp ở trẻ đủ tháng, trẻ sinh đủ tháng và thường xuất hiện muộn, có nghĩa là từ ngày thứ 3 sau đẻ. Và da thì da và mắt thì vàng rất là nhẹ, vàng nhẹ và trẻ vẫn ăn ngủ vẫn bình thường, tóm lại là vẫn ăn ngủ tốt. Và khi làm xét nghiệm thì cái bilirubin tự do ở trong máu của trẻ ở cái ngưỡng thấp. Cái vàng da sinh lý này thì trẻ có thể tự hết trong vòng khoảng 7 ngày mà không cần phải điều trị gì. Còn với vàng da bệnh lý thì thường gặp ở những trẻ mà có những yếu tố nguy cơ như là trẻ đẻ non này, đẻ ngạt này, hoặc bất đồng nhóm máu này, vân vân, rất nhiều những yếu tố nguy cơ. Và thường xuất hiện từ ngày thường xuất hiện sớm, ngày thứ nhất, thứ hai sau đẻ. Da và mắt của trẻ thì da trẻ thì vàng rất là nhanh, vàng từ đầu xuống toàn thân và chân rất là nhanh. Mắt và da của trẻ có những màu vàng đậm như là nghệ. Đấy, và nếu mà không được xử trí kịp thời, không được phát hiện sớm và xử trí kịp thời thì cái bilirubin sẽ ngấm vào cái tế bào não, có thể làm tổn thương não, có cái triệu chứng như là trẻ bú kém này, ly bì, hôn mê, co giật, hoặc là thậm chí có thể dẫn đến tử vong. Tiếp theo thì bác sĩ có thể cho biết những cái nguyên nhân nào dẫn đến chứng vàng da ở trẻ sơ sinh ạ? Nguyên nhân vàng da ở trẻ sơ sinh thì là có rất là nhiều nguyên nhân, như là do bất đồng nhóm máu mẹ con này, do các nguyên nhân khác như là trẻ bị biếu máu này, hoặc là khối máu tụ dưới da đầu, hoặc là do trẻ có những cái nhiễm khuẩn sơ sinh sớm. Những khuẩn sơ sinh sớm trong vòng 7 ngày sau đẻ đấy. Thế và một cái nguyên nhân nữa là có thể do dùng thuốc, do trẻ sơ sinh, ví dụ như là trẻ sơ sinh được phải dùng vitamin K liều cao kéo dài, hoặc là quá trình mẹ mang thai thì có dùng một số loại thuốc. Cuối cùng thì bác sĩ có thể đưa ra những cái biện pháp để mà điều trị chứng vàng da ở trẻ sơ sinh ạ? Vàng da ở trẻ sơ sinh thì có hai biện pháp điều trị. Đấy là ban đầu thì là trẻ sẽ được chiếu đèn kết hợp với truyền dịch, và mình sẽ thường xuyên theo dõi trên lâm sàng mức độ vàng da trên lâm sàng và làm xét nghiệm máu. Thì nếu mà tiến triển tốt thì cái bilirubin của trẻ sẽ giảm dần. Thế còn trường hợp thứ hai là cái bilirubin tiếp tục tăng lên đến cái ngưỡng nguy hiểm thì mình phải sử dụng biện pháp thứ hai, đấy là thay máu cho trẻ. Vì vậy phải được theo dõi và phát hiện sớm trẻ vàng da bệnh lý để có cái biện pháp xử trí kịp thời, tránh những cái gây nên những cái
điều trị muộn dễ gây nên những cái biến chứng, gây nên những di chứng nặng nề cho trẻ và có thể dẫn đến tử vong. Xin cảm ơn bác sĩ ạ. Thưa quý vị và các bạn, những di chứng nặng nề, lâu dài mà tai biến mạch máu não để lại không chỉ ảnh hưởng nghiêm trọng đến chất lượng cuộc sống của người bệnh mà còn là gánh nặng cho gia đình và xã hội. Phục hồi chức năng sau tai biến đóng vai trò quan trọng ngang bằng với việc phòng ngừa và điều trị bệnh lý này để người bệnh sớm trở lại với cuộc sống đời thường. Trong chương trình hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng theo dõi hướng dẫn phục hồi chức năng cho bệnh nhân sau tai biến của kỹ thuật viên trưởng khoa Trần Văn Tuấn, khoa phục hồi chức năng Bệnh viện Y Dược Cổ truyền Hưng Yên. Trước hết là động tác của chi trên là đai vai. Đai vai thì chúng ta có 4 động tác là động tác lâng, hạ, giang và áp. Thì mỗi động tác này chúng ta làm từ 5 đến 7 lần. Đấy là cử động của đai vai. Tiếp theo là cử động của khớp vai. Khớp vai thì nó gồm 8 động tác. Trước hết là động tác gập. Đấy. Chú ý cái động tác là cầm nắm này. Mỗi động tác gập duỗi này chúng ta làm từ 5 đến 7 lần. Đây là giang áp, không đến 90 độ. Mỗi động tác là chúng ta cũng làm từ 5 đến 7 lần. Tiếp theo chúng ta chuyển sang động tác giang áp trong mặt phẳng ngang. Chúng ta làm cũng từ 5 đến 7 lần. Sau khi thực hiện xong cái động tác giang áp trong mặt phẳng ngang, chúng ta chuyển sang động tác là gập duỗi khớp khỉu. Khớp khỉu này thì nó có gập duỗi và quay sấp quay ngửa, thì chúng ta kết hợp làm luôn cử động gập duỗi và quay sấp quay ngửa. Đây là động tác gập kết hợp với quay sấp. Duỗi. Gập duỗi và quay sấp quay ngửa. Chúng ta làm hết tầm vận động. Sau khi chúng ta thực hiện xong động tác của khớp khỉu, chúng ta sẽ chuyển sang động tác của khớp cổ tay. Cổ tay chúng ta gập mặt nòng, gập mặt lưng. Mỗi cử động, mỗi động tác thì chúng ta cũng làm từ 5 đến 7 lần. Các bạn chú ý là cách cố định cầm nắm bàn tay. Một tay thì chúng ta cố định ở cổ tay, một tay thì chúng ta cố định ở lòng bàn tay của người bệnh. Nghiêng quay, nghiêng trụ. Sau khi chúng ta thực hiện xong cử động ở khớp cổ tay, gập duỗi, nghiêng quay, nghiêng trụ, thì chúng ta sẽ chuyển sang động tác của bàn ngón tay. Thì chúng ta sử dụng 4 ngón tay của bàn tay chúng ta và đan vào 4 ngón tay của người bệnh, làm động tác gập và duỗi. Riêng bàn tay thì có cái ngón cái, thì ngón rất quan trọng. Ngoài cái gập duỗi giang áp thì ngón cái còn có động tác đối chiếu các ngón. Chúng ta sẽ chuyển sang tập chi dưới. Chi dưới thì cũng chúng ta tập luyện từ các khớp lớn trước. Khớp chậu, khớp háng, khớp gối, khớp cổ chân, khớp bàn ngón chân. Trước tiên chúng ta tập khớp lớn, khớp háng thì chúng ta làm động tác gập duỗi khớp háng. Một tay chúng ta cố định ở chỗ gối và kheo chân của người bệnh, một tay cố định dưới gót chân. Chúng ta gập, cố gắng tập hết tầm, đúng không? Duỗi ra. Mặc dù người bệnh vẫn đang liền mềm nhưng chúng ta tập luyện thì vừa tập luyện và chúng ta hướng dẫn người bệnh làm theo để người bệnh có cái động tác co cơ lên thì cũng làm cái điều rất tốt cho người bệnh phục hồi. Mỗi động tác này chúng ta cũng làm từ 5 đến 7 lần. Nào cố gắng nào, bay nữa lên. Duỗi ra. Sau khi chúng ta làm động tác giang áp, chúng ta chuyển sang động tác xoay trong xoay ngoài của khớp háng. Khớp háng và khớp gối xong thì chúng ta chuyển sang động tác tập của khớp cổ chân. Đấy, một tay chúng ta cố định ở trên phía trên cổ chân của người bệnh, một tay chúng ta cố định ở bàn ngón, gập mặt nòng,
ngược mặt lưng. Tiếp theo là khớp cổ chân, sau khi tập luyện xong khớp cổ chân thì chúng ta tập khớp bàn ngón chân thì cũng có chỉ có cử động gập và duỗi, chúng ta cũng làm từ 5 đến 7 lần. Vừa rồi là tôi vừa giới thiệu cho quý vị khán giả cái cách tập luyện vận động thụ động cho người bệnh tai biến sau tai biến mạch máu não. Y tế học đường có vai trò rất quan trọng, là nơi sơ cấp cứu ban đầu cho học sinh trong những trường hợp tai nạn thương tích trước khi chuyển đến bệnh viện, chăm sóc sức khỏe, phòng chống dịch bệnh có nguy cơ lây nhiễm trong trường học. Thế nhưng, thực tế vấn đề này vẫn chưa được đầu tư quan tâm đúng mức về nguồn nhân lực cũng như cơ sở vật chất, trang thiết bị. Điều này khiến cho công tác triển khai y tế học đường trên địa bàn tỉnh ta chưa phát huy được hiệu quả thiết thực. Phóng sự phản ánh tại huyện Phù Cử. Mặc dù tốt nghiệp đúng chuyên ngành điều dưỡng, thế nhưng khi về công tác tại trường mầm non Tống Chân, chị Nguyễn Thị Nhâm còn phải kiêm luôn công việc kế toán. Vì phải kiêm nhiệm hai nhiệm vụ cùng một lúc, hơn nữa, trước đó, chị chưa từng được học nghiệp vụ kế toán, nên gần như phần lớn thời gian của chị Nhâm đều phải tập trung vào công việc này và nghiệp vụ chính của một cán bộ y tế gần như bị bỏ quên. Trong khi đó, theo quy định tại Điều 8 Thông tư Liên tịch số 13 của Bộ Y tế và Bộ Giáo dục Đào tạo về công tác y tế trường học, thì nhân viên y tế trường học phải có trình độ chuyên môn từ y sĩ trung cấp trở lên, phải được thường xuyên cập nhật kiến thức chuyên môn y tế thông qua các hình thức hội thảo, tập huấn, đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên môn do ngành y tế, ngành giáo dục tổ chức. Tôi làm việc kế toán không có chuyên môn, nên là mình không nắm chắc được cái chuyên môn nên là nó mất nhiều thời gian để tìm tòi nghiên cứu hỏi người này hỏi người kia, nó mất nhiều thời gian hơn là công việc chính của mình là y tế. Còn phòng y tế phải bảo đảm diện tích ở vị trí thuận tiện cho công tác sơ cứu, cấp cứu, được trang bị tối thiểu một giường khám bệnh, có bàn làm việc, ghế, tủ đựng dụng cụ, thiết bị làm việc thông thường, cân, thước đo, huyết áp kế, nhiệt kế, bảng kiểm tra thị lực, bộ nẹp chân, tay và một số thuốc thiết yếu phục vụ cho công tác sơ cấp cứu, chăm sóc sức khỏe học sinh. Thế nhưng, nhìn hình ảnh phòng y tế của trường tiểu học Nguyên Hòa như thế này, ai cũng đều nhận thấy rõ sự khác biệt giữa quy định so với thực tế. Ở trường mình thì có lẽ là trong toàn huyện thì trường mình cơ sở vật chất là có lẽ là cái mức chưa cái mức huyện. Về cái hạ tầng thì nói chung là vẫn còn rất là thiếu thốn. Ở cái chỗ là về cái nơi mà đặt cái phòng đấy thì cái tường nó đã bị bong chóc, cửa thì cũng đã hỏng, cả trang thiết bị ở trong phòng y tế của mình thì nó cũng chưa được đầy đủ. Theo thống kê của Phòng Giáo dục huyện Phù Cử, hiện toàn huyện có 42 trên 45 nhân viên y tế trường học, trong đó có tới 90% đều kiêm nhiệm, kế toán, văn thư hoặc thủ quỹ. 3 trường không có nhân viên y tế. Về cơ sở vật chất, toàn huyện có 6 trường chưa có phòng y tế, còn lại mặc dù có phòng y tế, song vẫn chưa đạt chuẩn theo quy định trong thông tư liên tịch số 13. Công tác y tế trường học này thì nó chưa được cao. Ví dụ như bậc học mầm non có 14 y tế mà vừa kiêm nhiệm trong cái công tác kế toán. Do vậy là cái người mà thực hiện cái nhiệm vụ kế toán thì làm cũng đã rất là khó khăn. Thế mà nhân viên y tế mà lại làm kế toán. Thế là làm kế toán thì thực sự ra thì vừa làm vừa học hỏi. Nên suốt ngày là chỉ có cặm cụi thì cái việc mà làm y tế thì chắc chắn là hiệu quả sẽ không cao. Ở với bậc học mầm non ấy, thì mới có 15 trường mà mới có 9 trường. Có cái dành riêng cái phòng, thực sự phòng là cũng lại để tạo ra, để ngăn ra thôi. Chứ còn cái phòng mà đầy đủ tiện nghi thì không có. Thực sự khó khăn cho cái việc mà chăm sóc các cháu. Cũng để đánh giá kết quả triển khai công tác y tế học đường tại các trường học trên địa bàn toàn huyện, hiện Trung tâm Y tế huyện Phù Cử đang tổ chức đợt kiểm tra toàn diện tại tất cả 45 trường học. Tuy nhiên, nhìn chung việc triển khai y tế học đường tại các cấp học vẫn chưa thực sự phát huy hiệu quả thiết thực. Trong nhà trường rất là đông các em học sinh, có tới đến 400-500 em. Nếu mà không có các đồng chí cán bộ y tế thì sẽ khó khăn cho các em. Vì các giáo viên lên lớp thì không có người sẽ chăm sóc cho các em khi các em mà ốm đau. Thế còn nếu mà không có chuyên ngành như thế thì chúng tôi cũng rất là lo lắng. Hoặc là cái việc mà liên hệ giữa phụ huynh với nhà trường khi mà các em ốm đau, hoặc là cái việc mà đưa các em đi lên các tuyến trên khi mà các em có xảy ra mà nó nặng hơn chẳng hạn, thì giáo viên sẽ không làm được cái việc như vậy.
Vai trò quan trọng là vậy, thế nhưng với nguồn nhân lực vừa thiếu vừa yếu, cùng việc chưa chú trọng đầu tư cơ sở vật chất như hiện nay, thì để thực hiện tốt chức năng của y tế học đường trong trường học là một điều rất khó khăn. Và đây là vấn đề cần phải được quan tâm sâu sát hơn nữa để đảm bảo sức khỏe cho những thế hệ tương lai. Câu chuyện vừa rồi cũng đã khép lại tạp chí Sức khỏe đời sống số này của Đài Phát thanh Truyền hình Hưng Yên. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.